vâng xin chào các bạn hôm trước thì mình có giới thiệu với các bạn về cái phần quản lý cơ điện trong cái series về bài học xây dựng phần mềm quản lý với google appsheet và rất là nhiều bạn muốn làm thế nào để hiểu được cái cách mà chúng ta có thể thiết lập được một cái phần mềm mà quản lý cơ điện một cách tiện dụng và hiệu quả để cho các anh bên bộ phận cơ điện bảo trì có thể theo dõi được các cái kế hoạch cũng như là nhật ký một cách dễ dàng À, thì bây giờ mình sẽ thử vào một cái module về quản lý cơ điện thì ở đây mình sẽ có danh mục thiết bị à, thì đây là một cái ví dụ đơn giản thôi à, chúng ta có một cái thiết bị ví dụ như thiết bị này à, thiết bị này còn 14 ngày nữa sẽ tới hạn bảo trì vậy thì khi mà mình chọn một cái thiết bị tới hạn bảo trì như thế này thì mình thấy ở đây lịch sử bảo trì nó đang trống đúng không ạ đang trống à, các bạn có thể chọn vào thực hiện cái việc bảo trì Đó. khi chúng ta nhấn vào thực hiện việc bảo trì á thì phần mềm nó sẽ tạo ra chúng ta một cái dòng mới là hôm nay là chúng ta đang thực hiện bảo trì cái này và sau khi chúng ta thực hiện xong á, thì cái bạn nhân viên bảo trì này sẽ xác nhận vào đây và sẽ cung cấp các cái bằng chứng về cái việc thực hiện bảo trì có thể đính kèm file báo cáo vào rồi có thể test đã làm xong rồi có thể cho cái người đánh giá thêm vào và nhận xét ok rồi mình lưu lại thì như vậy mình đã hoàn tất cái việc bảo trì và phần mềm sẽ xác nhận là đã hoàn thành cái việc bảo trì và sẽ xác nhận cái tiến độ cho mình là thực hiện cái việc này và đã thực hiện là trễ hẹn so với cái kế hoạch ban đầu. À, đó là cái phần về bảo trì. À, cái cái tên biên bản này các bạn không phải lo ha. Sau khi chúng ta đồng bộ xong phần mềm lưu file thì nó sẽ convert lại cái tên file thôi. Bây giờ mình đồng bộ cái này thì các bạn sẽ thấy cái file, cái tên file của chúng ta nó sẽ được rút gọn lại so với lại cái tên file mã hóa ban đầu. Ok. À, thì cái quy trình của nó là như vậy và ngoài cái việc bảo trì ấy, thì nó sẽ còn liên quan tới những cái việc bảo dưỡng những cái việc phát sinh uh, lung tung thì các bạn có thể vào đây để tự tạo cho chúng ta những cái việc này chúng ta có thể bảo trì cho những cái thiết bị nào mà chúng ta muốn à, ví dụ như thiết bị hai nè rồi chúng ta chọn cái nhóm việc ví dụ như hôm nay chúng ta sửa chữa một cái gì đó ví dụ như thay bóng đèn thì hơn ví dụ thay bóng đèn rồi chúng ta báo là đã hoàn thành rồi đó, chúng ta có thể xem những cái hình ảnh của chúng ta đưa vào rồi chúng ta có thể thực hiện những cái biên bản đính kèm của chúng ta, chúng ta đưa vào, rồi mình sẽ chọn cái người nhân viên và test rồi mình nhấn lưu lại. ok như à, vậy là mình đã xong cái việc bảo trì cho cái thiết bị này và mỗi lần chúng ta xem cái này thì chúng ta có thể đánh giá được cái việc này là đã xong hay là chưa xong ha. các bạn có thể xem lại. như ví dụ cái việc này đã hoàn thành rồi, đã bị hoàn thành cái việc sửa chữa cho cái thiết bị này. chúng ta quay lên mã thiết bị thì chúng ta lại thấy cái nhật ký nó lại được cập nhật vào đây và chúng ta có thể tạo ra một cái form in cho lịch thiết bị chúng ta có thể xem được tất cả cái lịch sử bảo trì bảo dưỡng sửa chữa cho cái thiết bị này một cách dễ dàng à, đối với app sheet, chúng ta có thể làm được việc này rất là dễ dàng mà không cần biết code à, thì cái này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước làm như sau ha các bạn sẽ đi theo cái quy trình là năm bước à, bước đầu tiên á, là các bạn chúng ta sẽ phải vào tạo một cái database trên google sheet à, database của chúng ta là như thế này giả sử như cái sheet của mình mình sẽ có cái sheet về thiết bị, mình sẽ có hai cái sheet ha, cái sheet thứ nhất của mình đó là cái sheet về thiết bị. trong cái sheet thiết bị này thì chúng ta có thể đưa ra tất cả những cái thông tin gì chúng ta muốn kiểm soát, ví dụ như là mã thiết bị, tên thiết bị, rồi các bạn có thể đưa ra những cái thông tin mà các bạn muốn kiểm soát vào đây. Rồi, ở đây mình sẽ đưa ra những bộ phận hình ảnh ngày đưa vào sử dụng, tình trạng thiết bị, ghi chú, rồi tần suất bảo trì. À, cái cột này rất là quan trọng bởi vì mình sẽ set một cái tần suất bảo trì À, để mà mình sẽ lặp đi lặp lại à, ở đây mình sẽ có hàng tháng hàng tuần hàng quý hàng năm và mình sẽ xét cái ngày bảo trì của mình là ngày nào và cái thời hạn bảo trì chỗ này thì mình sẽ dùng một cái công thức để mình check bằng trên cái array formula ví dụ như nếu mà hàng tuần hàng ngày thì mình sẽ trả về số 1 hàng tuần thì mình sẽ trả về số 7 hàng tháng mình sẽ trả về 30 ngày hàng quý thì mình sẽ trả về 90 ngày 6 tháng thì là 180 81 ngày và hàng năm là 365 ngày. Thì cái này thì tương đối thôi, không cần phải tí, chính xác tuyệt đối theo ngày ha, bởi vì à, chúng ta chỉ cần lấy con số chẳng là được. À, tiếp đến là chúng ta sẽ tạo một cái array formula để chúng ta sẽ cảnh báo. Cảnh báo là cái này là tới hạn hay chưa hạn, à, chưa tới hạn. Và nếu đã làm xong rồi thì nó sẽ xác nhận cho chúng ta là đúng hạn hay là trễ hạn ha. này ví dụ như còn. Đó. À, nếu mà chúng ta đã thực hiện thì nó sẽ báo cho chúng ta là còn hẹn hay là trễ hạn. Đó, nếu mà thực hiện xong rồi thì nó sẽ báo cho chúng ta là đúng hẹn hay là trễ hẹn thì các bạn có thể sửa cái công thức này lại nhé à, ví dụ như còn nè trễ nè rồi nếu mà đã hoàn thành rồi thì nó sẽ báo cho chúng ta là đúng hẹn hay trễ hẹn các bạn có thể lòng thêm nhiều cái điều kiện vào đây nữa nha lòng thêm nhiều cái điều kiện vào đây nữa chứ không phải là chỉ một cái công thức này đâu này chúng ta có thể check là để, nếu mà chưa làm xong thì nó sẽ đúng hẹn hay là trễ hẹn vân vân ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cảnh báo ở đây các bạn thấy những cái cột mà chúng ta đã hoàn thành rồi thì nó sẽ không có cảnh báo nữa, à, những nó sẽ chuyển sang cái tình trạng còn. Đó. thì cái phần này nó chỉ chết cho chúng ta để nó cảnh báo trong cái nhật ký thôi nên nó chỉ có trẻ với còn thôi trẻ và còn. rồi tiếp đến là những cái cột về lịch sử để chúng ta lóc lại cái lịch sử chúng ta đã thực hiện với thiết bị này để chúng ta khi nhìn vào thiết bị chúng ta có thể xem được cái lịch sử này luôn. rồi người tạo thời gian tạo các bạn có thể cập nhật lại ha đó. tiếp đến là bên cái switch thứ hai đó là cái switch về bảo trì thì đây là giống như là cái nhật ký thực hiện các cái công việc bảo trì hồi nãy các bạn thấy mình cho một cái kế hoạch bảo trì Và mình thực hiện hai cái việc bảo trì và sửa chữa và phần mềm nó đã ghi nhận vào đây à, rất là tiện cho chúng ta đúng không ạ thì các bạn chúng ta có thể làm được những cái cấu trúc như thế này để chúng ta ghi nhận thậm chí các bạn có thể làm các cái phiếu báo sự cố sự vụ nếu những bạn mà làm về ISO thì chúng ta thấy một cái quy trình bảo trì nó gồm cái việc mà bảo trì theo kế hoạch bảo trì phát sinh, bảo trì sửa chữa, xử lý sự cố sự vụ thiết bị thì chúng ta đều có thể ghi nhận vào chỉ cần hai cái bảng như thế này là đủ ha. Một bảng là quản lý về lý lịch thiết bị và một bảng là theo dõi nhật ký bảo trì. Quy trình rất là tinh gọn. Rồi thứ hai, bước thứ hai ha, bước thứ hai là các bạn cần phải đăng nhập vào appsheet.com. Đó, com Rồi sau đó các bạn sẽ cấp quyền để appsheet sẽ truy cập vào cái tài khoản Gmail của các bạn. Đó, sau khi các bạn cấp quyền truy cập thì các bạn có thể tạo một cái app mới hoặc các bạn có thể đi từ cái google sheet của bạn các bạn sẽ vào cái tiện ích mở rộng vào app sheet và chọn là tạo một cái ứng dụng Đó, thì phần mềm sẽ tạo ra chúng ta ứng dụng thì bây giờ mình đã tạo cái ứng dụng này rồi nên mình sẽ mở lại cái ứng dụng mà mình đã tạo trong cái cái app của chúng ta thì cái ứng dụng này thì mình nằm trong cái series bài học mà mình hướng dẫn cho các bạn học viên ứng dụng này thì được chia sẻ miễn phí nội bộ trong lớp app sheet uh, ứng dụng quy trình quản lý ứng dụng AppSheet để xây dựng phần mềm cho doanh nghiệp. À, thì những bạn nào tham gia khóa học thì hiện đều chia sẻ miễn phí những cái app này để các bạn chúng ta làm tư liệu để chúng ta có thể học tập và có thể ứng dụng vào trong công việc của chúng ta luôn. Nó gồm rất là nhiều quy trình nhưng mà bây giờ mình sẽ nói về cái quy trình về quản lý thiết bị ha. Thì bước tiếp theo đó là chúng ta thêm vào sau khi chúng ta thêm hai cái bảng thiết bị và cái bảng bảo trì này vào xong thì chúng ta sẽ đi qua bước thứ ba đó là chúng ta sẽ khai báo cho cái bảng này. À, khai báo cho cái mạng bảo trì thiết bị khi các bạn khai báo thì nó sẽ có một số cái kiểu dữ liệu thì cái phần kiểu dữ liệu này á, thì các bạn có thể tùy cái nhu cầu của mình muốn nhập vào cái gì chúng ta sẽ khai báo hết vào đây à, sau khi khai báo vào xong á, thì các bạn sẽ đặt một số cái mã ví dụ như mã thiết bị rồi cái ngày tạo hoặc là cái tình trạng chúng ta có thể gắn vào đây Đó rồi có những cái lịch sử thay đổi chúng ta sẽ gắn vào đây thì những cái này thì nó theo nhu cầu của các bạn thôi cái chính là các bạn chúng ta cần phải biết là chúng ta cần quản lý những cái trường thông tin nào ví dụ như ở đây người tạo thì mình cũng không cần thiết để tạo người tạo thì mình sẽ để là random rep như thế này là được ha random rồi mình rep qua mình rep tới người tạo thay vì mình à, mình mình tạo nhiều cái rep nó nặng cho cái app thì mình chỉ cần random rep là được rồi tiếp đến là mình sẽ lưu lại để xong bước thứ ba đến bước thứ tư là các bạn sẽ vào cái view và us view view thì các bạn sẽ tạo một cái new view và đặt tên cho mình đó là cái view thiết bị các bạn sẽ đặt tên cho mình là cái view thiết bị trong cái thiết bị các bạn sẽ chọn cho cái bảng là thiết bị rồi bạn sẽ chọn cho mình một cái kiểu view tương ứng bên phải các bạn có thể review cái cửa sổ này lên đó thì bây giờ nó sẽ nhóm lại cho chúng ta theo những cái cột cảnh báo theo cột bộ phận À, chúng ta có thể di chuyển hai cột này lên trên xuống dưới nó chúng ta muốn ha nhưng mà mình đưa cái cạch báo lên trước để mình nhìn vô mình biết được cái nào tới hạn cái nào trễ hạn cái nào còn hạn ha rồi tiếp đến column order mình show hết ra Lại xuống vị trí thì mình sẽ cho nằm trên menu rồi khích cột luôn các bạn có thể đổi cái vị, cái kiểu hiển thị nha như thay vì kiểu table các bạn sẽ chọn kiểu desk rồi display mình sẽ chọn cho nó một cái biểu tượng rồi tại đây thì mình sẽ hiển thị nó lên À, sau đó xong thì các bạn sẽ đến bước thứ năm là các bạn sẽ thử test thử test thử coi là cái cấu trúc mình khai báo như vậy nó phù hợp hay chưa thêm xóa sửa nó có tiện cho người dùng hay không chúng ta sẽ test thử chúng ta sẽ điền những cái thông tin vào nếu mà chúng ta thấy nó nhiều cột quá thì chúng ta có thể lược bớt bằng cách chúng ta sẽ vào thiết bị form các bạn sẽ vào cái bên dưới này nè nó sẽ có tên là cái cột là thiết bị và chúng ta sẽ chọn tới form thì ở đây mình có thể order lại những cái cột nào mình muốn xuất hiện trong này thay vì mình hiện tất cả bên data bay qua thì bây giờ mình sẽ show những cái cột nào mình cần thiết vào đây thôi là xong cái phần thiết bị tương tự cho năm bước khai báo thiết bị thì các bạn cũng sẽ vào data các bạn sẽ chọn cái bảng bảo trì bạn cũng thực hiện trình tự khai báo năm bước cho cái bảng bảo trì thì trong bảng bảo trì này thì cái mã thiết bị mình sẽ rep từ cái bảng thiết bị quay xem đó thì nó chỉ có một cái quan hệ như vậy thôi sau khi khai báo xong năm bước này bốn à, bước này thì mình lại quay qua cái view mình lại tạo cái new view cho cái bảng của mình. Đó là bảng bảo trì. Và trong cái bảng bảo trì á thì bạn sẽ add a new view đây, rồi bạn sẽ đặt tên cho nó là bảo trì, nhật ký bảo trì. Và trong nhật ký bảo trì này thì mình sẽ chọn cho cái bảng bảo trì, mình sẽ sort lại theo cái thời gian ngược, rồi theo cái ngày thực hiện, rồi theo trạng thái mình đếm. Các bạn có thể show review lên bên phải để chúng ta có thể xem lịch sử của chúng ta ngày nào đã tạo. Tiếp đến là các bạn sẽ cũng arrange lại cho cái form bảo trì ha. Trong cái form bảo trì các bạn nếu không muốn xuất hiện nhiều quá các bạn có thể column order lại. Còn không thì chúng ta cứ show on ha. Các bạn nhớ test thử nha. Ở đây nó có rất là nhiều cột. Chúng ta có thể test thử. Rồi như vậy chúng ta vừa tạo xong hai cái bảng Bây giờ tiếp theo là cái bước thứ sáu là chúng ta sẽ xét cái workflow để chúng ta đi. Thì cái workflow thì các bạn sẽ cần biết về cái kiến thức về action. Thì các bạn vào action. Trong action các bạn sẽ tạo add a action cho cái bảng của chúng ta đó là bảng thiết bị bởi vì chúng ta bảo trì từ thiết bị nên mình sẽ có ba cái hành động. Cái hành động thứ nhất của mình á là mình sẽ thêm một cái nhật ký bảo trì mới khi mình nhấn vào cái nút bảo trì thì nó sẽ thêm cho mình một cái bảo trì mới thì mình sẽ gắn thiết bị ứng với mã thiết bị này, nhóm công việc thì mình sẽ để là bảo trì định kỳ. Đó. Rồi tiếp đến là ngày thực hiện, các bạn có thể thêm vào mô tả ha. Các bạn có thể thêm vào mô tả này. À, chúng ta có thể thêm vào ví dụ chúng ta có thể thêm vào mô tả ví dụ bảo trì à, định kỳ à, cái tiếp đến mình nói với lại cái tần suất để mình biết nó là cái hàng tháng hàng ngày đó theo kế hoạch theo thời hạn rồi mình nói với lại cái test test của cái thời hạn mình nói với lại cái tết của cái thời hạn bảo trì thời hạn bảo trì đó và mình định dạng cho nó là dd mình mình gì gì thì cái câu này nó sẽ tự động nó ghi vào cho chúng ta là cái tần suất bảo trì của chúng ta là chúng ta bảo trì định kỳ theo tháng theo năm vào cái thời hạn đó. thời hạn nào các bạn có thể nói cái này lại ha theo thời hạn sản xuất theo thời hạn rồi chúng ta lưu lại ngày thực hiện thì sẽ gắn ngày hôm nay thời hạn thì chúng ta sẽ gắn thời hạn vào phía sau Đó. rồi tiếp đến là trạng thái chúng ta sẽ gắn vào ok ha Đó. bây giờ tiếp đến là các bạn sẽ làm cái gì chúng ta sẽ cái thời hạn này thì chỗ này chúng ta có thể để để trống cũng được ngày thực hiện thì chúng ta sẽ để là ngày hôm nay thời hạn thì chỗ này chúng ta không cần phải điền vô cũng được cứ để như vậy cũng được ha À, chỗ này thì không cần thiết Chúng ta cứ để trống chỗ này cũng được Bởi vì thời hạn lúc đó phần mềm nó sẽ tự động nó ghi cho chúng ta Còn không thì chúng ta cứ để như thế này Bởi vì cái thời hạn này nó không có ảnh hưởng tới cái việc mà chúng ta setting Nó là cái công thức mãn Ở trên Google Sheet nó sẽ check cho chúng ta cái thời hạn tiếp theo Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhớ là cái cột ngày thực hiện này Nó sẽ ghi nhận cho chúng ta là cái ngày nào chúng ta đã thực hiện cái việc này Rồi xuống đến behavior thì mình sẽ để là true Tiếp theo là ghi ngày cập nhật thì các bạn sẽ ghi cái ngày bảo trì của bạn vào là today để chúng ta xác nhận là ngày hôm nay chúng ta đã bảo trì cái máy đó rồi. À, tiếp đến là chúng ta sẽ tạo cái hành động thứ ba là group hai cái hành động trên lại. là chúng ta sẽ đặt cái điều kiện vào đây chứ không là nó sẽ báo hoài thì khi cái ngày bảo trì ví dụ mình báo là trước 3 ngày thì nó sẽ cho phép chúng ta thực hiện cái việc này còn nếu ví dụ sớm nữa thì nó sẽ không cho. Thì chúng ta sẽ đăng cái điều kiện là cái thời hạn bảo trì bé hơn today cộng 3 thì nó sẽ hiện cái nút này lên để cho chúng ta thực hiện bảo trì tức là khi khi còn 3 ngày á, thì nó sẽ hiện sau đó chúng ta sẽ đặt cái điều kiện để cho cái nút này nó xuất hiện ở trên đầu còn hai cái action trên thì chúng ta sẽ chọn do not display ha đó là xong là chúng ta đã tạo ra được một cái nút cái nút bé bé ở đây các bạn quay lại cái danh mục thiết bị của chúng ta nhé danh mục thiết bị ví dụ như thiết bị này còn 12 ngày nè thì cái nút này nó sẽ xuất hiện xuất hiện và chúng ta có thể thực hiện cái việc bảo trì chúng ta nhấn vào đây nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái nhật ký Ví dụ đây mình nhấn vào, các bạn sẽ thấy nó xuất hiện một cái nhật ký ở đây. Đó, và chúng ta sẽ xác nhận tiếp là chúng ta đã hoàn thành cái việc này hay chưa thì chúng ta sẽ chuyển vào đây. Ok, thì đó là cái quy trình của chúng ta. Các bạn có thể áp dụng cái quy trình này để có thể triển khai cho nhiều cái vấn đề khác chứ không thể, không phải chỉ là bảo trì bảo dưỡng ha từ cái việc chúng ta làm một cái data khảo sát cho tới báo một cái sự cố không phù hợp cho tới một cái khiếu nại khách hàng cho tới bảo trì bảo dưỡng chúng ta đều có thể tư duy được cái cấu trúc dữ liệu tương tự như là một cái phần mềm quản lý cơ điện. Hoặc là những bạn nào đang làm về cái quy trình về CM về chăm sóc khách hàng thì nó cũng là một cái vòng tròn khép kín như vậy. Bởi vì một cái khách hàng của chúng ta nó phải có một cái bước tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, báo giá, chốt deal, theo dõi rồi chăm sóc lại. Thì nó chăm sóc lại xong thì lại đặt hàng, đặt hàng thì lại chăm sóc, chăm sóc thì hay lại theo dõi thì chúng ta làm sao xếp nó một cái vòng tròn như vậy thì đối với AppSheet chúng ta sẽ làm được cái quy trình này một cách dễ dàng các bạn có thể làm được rất là nhiều cái quy trình khác trên AppSheet đó dựa trên cái kiến thức nền mà chúng ta có được trong cái khóa học xây dụng phần mềm quản lý với Google AppSheet mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước từ căn bản cho tới nâng cao để các bạn có thể À, tự động hóa được mọi cái quy trình của các bạn để có thể chia sẻ phân quyền à, cái app này thì mình xây dựng rất là hoàn chỉnh từ cái việc đăng nhập cho tới phân quyền cho tới tạo các cái quy trình liên quan tới quản lý công việc quản lý về bán hàng quản lý về mua hàng quản lý về nhập xuất toàn kho rồi các cái phân tích về báo cáo tổng hợp dữ liệu rồi chúng ta có thể làm được rất là nhiều thứ về đồng bộ dữ liệu rồi quản lý phay quản lý tài liệu văn bản chúng ta có thể làm được mọi thứ với Google Apps à, mà cái app này lại được chia sẻ miễn phí trong khóa học nên nếu các bạn chúng ta tham gia khóa học chúng ta sẽ được nhận được cái cái app mẫu này trị giá tới 15 triệu đồng mà mình đã triển khai cho các doanh nghiệp rồi cảm ơn các bạn chúng ta đã quan tâm theo dõi xin hẹn gặp lại các bạn chúng ta trong video khác nha xin chào tạm biệt tất cả mọi người